Ui, ui kìa, ui kìa, chạy anh, chạy đi anh, chạy. Ui, 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 các bạn nó sao sao. Ui, 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 các bạn nó rung lên kìa. Ui, có, ui, có. Ui, 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 kinh quá. Ui, ui, anh ơi. Ui, các bạn nó rung lên cỡ đó luôn. Ui, ui, ui. Ui, hôm nay mà đi vô cái mạng này nó kéo lên đâu phải xuống chạy á. Ui, 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 trời ơi. Ui, 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 đó kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại anh em mình đang đi khám phá cái căn nhà ma ám này của người dân, người ta theo lời người dân người ta kể trong cái khu nhà nó có rất nhiều cái thương nạn mọi người này. Thì hôm nay anh em sẽ đến khám phá cho mọi người cùng xem nhá mọi người nhá. Thì hiện tại anh em đã có mặt ở Bến Tre mọi người nhá. Đây, anh em. Rồi, mọi người đi theo anh em mình nhá. Anh có thể giới thiệu sơ sơ về cái căn nhà này cho em biết được không? Ở đây thì nghe nói ở trên đây có mấy cái chòi, nói chung cũng ghê lắm. Tại vì mấy người ban đêm người ta đi xịt cá và đi chích với mấy cái suối này nè, thì buổi tối người ta chích gắn hổ. Thì khu này rất là nhiều gắn hổ, nhưng mà người ta đi ngang, mỗi lần đi ngang căn nhà là người ta nghe căn nhà này có cái hiện tượng rất là lạ luôn. Đi ngang là nghe gầm rú rên trong nhà, có tiếng khóc, tiếng la tiếng khóc đúng không? Tiếng la tiếng khóc và gõ nồi gõ chén trong nhà luôn. Thế mọi người nhá, thì là như mình đã được biết ý, thì là anh về với lại tất cả các người dân đây là ghe xuồng đi qua đây là nghe thấy đêm đến là có những cái tiếng khóc thảm thiết với tiếng phong nồi và nó kiểu như kiểu có người ta ở trong này. Thực tế là cái căn nhà này, căn chòi này, căn chòi hoang mọi người nhé. Thì giờ mình sẽ tiến tới cho là trong bên trong có những gì nhé. Anh đây, đúng rồi. Anh dèm quay cho anh tới nè. Đấy mọi người, trước mặt mọi người đây là một cái lù lù cổ lắm này, không ai sử dụng tới, không ai sử dụng tới đúng không? Ở đây cạnh đây có một con súng. Anh, mình thử mở cái cửa cái ra xem. Dồ, cái gì ghê, nó da gà nè. Ừ. À, mới nói chuyện mình là da gà nó. Ghê. Da gà chơi dịch nó hết luôn. Nó lần là tới căn nhà này là da gà mà tự nhiên nó nổi rừng ngón sao ốc lên, nó dựng lên vậy nè. Kinh lắm, cảm giác là khủng khiếp. Đấy mọi người nhá, thực sự đấy, những căn chòi nó quá kinh khủng luôn. Khám phá là có gì trong đây không nha? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, à, tới rồi, tới rồi. Tới. Ui, cái cửa đó. Cái cửa sao rung lên vậy? Ui, đúng rồi. Cái cửa rung lên. Có hiện tượng nào rồi. Cái cửa lắc kìa nè. Tới nó hay nó gió. Để từ từ để mình tới gần chút nữa. Chắc là gió rồi. Chắc là gió rồi. Chắc là gió. Ui, cái cửa lắc. Anh rom. Anh rom. Cái gì mà rung ghê vậy? Rung. Ui, ghê lắm. Rung cái gì trong này nè. Ui, ui. Ôi trời. Có gì vậy? Gì đây? Rung dữ lắm. Đâu đâu? Đâu? Mới thấy lắc cái cửa. Ô. Ui. Ô cái gì vậy? Ui ghê quá anh em ơi. Thôi, để coi cho mày có gì không trời. Ui ghê. Ủa, thấy người không ơi? Hả? Không thấy ai hết á. Ui. Ui cái cửa lắc nữa kìa. Anh mở toang cửa ra. Ui ghê lắm. Đạp toang cửa ra chứ nào. Ui. Đạp toang cửa ra nè. Ui. Ui ghê quá hả? Ui da gà gì vậy? Khám phá bằng được kìa. Ui. Ủa có cái giường. Cái giường này chắc hồi trước là có người chết á. Ui, nhưng mà nó tối lắm anh ơi. Ừ, tối hôm mà. Ui, không nhìn thấy gì luôn. Ui, kinh quá. Ghê quá anh em ạ. Hả? Có gì không? Có người đúng không? Không có ai đúng không? Không có ai hết á. Hay nãy gió. Hay. Quay cái clip rồi coi tay chân nó, da gà nó nổi nè. Nổi cỡ này luôn nè. Anh ơi, đi vòng quanh vòng kìa nè. Nổi hết da gà luôn á. Đi vòng quanh vòng kìa. Đi. Ui. Ghê lắm mà thưa. Anh ơi, thôi tốt nhất là anh em mình đi vòng ra ngoài đi. Cái vô đây là nổi da gà không hiểu sao luôn á. Ừ. Rợn hết ở sao tóc gáy luôn rồi. Mọi người thấy kinh không? Quá kinh khủng luôn. Trời, quay clip rồi đấy. Là anh em đi quay clip thì trải nghiệm là da gà nổi thực tế luôn nè. Đấy. Da gà như dịch nổi hết luôn. Có cái tiếng động gì nó lạ anh nhỉ. Có rắn gì vậy? Hả? Bí hiểm nha. Quá trời bí hiểm. Đây mọi người, thì cái căn nhà này, căn nhà của một cái vợ chồng ông não. Ông não. Hả? Cửa này mình thấy nó lắc lắc nữa kìa. Không, cái này gió. Gió mà. Gió. Trời. Ui. Rung nữa kìa. Đập nữa. Ui trời mẹ ơi. Đập cái đầm nữa kìa. Có phải không? Có phải không đi? Thiệt mới giờ đập cái đầm luôn á. Hay là người ta có chết oan chết uổng gì đây không? Người ta không siêu thoát được đâu mà người ta với hiện hình ở đây. Trời ơi, cái cửa tự mở. Ui, cái cửa ui, tự mở. Ui, cánh cửa tự mở kìa. Cửa tự mở kìa. Ui, cái cửa tự mở. Cẩn thận đấy. Ui, 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 ui,
Ủa lại đóng nữa kìa. Biết đấy. Đúng theo vậy thì vậy người dân anh ơi. Có hai cái lỗ với hai cái mắt đó. Ừ, anh ơi, vậy người dân người ta kể đúng rồi. Tôi kêu là thôi đi ngang đây là nghe trong này ghê lắm, âm thanh ghê lắm. Vậy giống như có ai đó mà khóc la trong đây ghê lắm. Có cái gì không? Ôi, ghê. Cánh cửa tự mở luôn anh em ơi. Tự mở luôn. Ủa ghê chưa kìa. Anh nhìn kỹ xem có cái bóng gì không? Ủa cẩn thận. Ủa cái đứa kẹp đầu ấy kìa. Ui. 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 Ui kìa. Ui. Ui. Ui kìa. Ui. Ui. Đúng căn nhà ma rồi. Căn nhà ma rồi anh em ơi. Đúng căn nhà ma rồi. Ui. Ui mọi người xem kìa. Ui cánh cửa không có ai mà cứ đóng ra đóng vô kìa. Anh kia mới gậy chứ nào. Ui. Kinh quá. Ui. Ui. Ui ghê quá anh ơi. Ôi cái cửa nó mở ra đóng vô, mở ra đóng vô suốt à. Ui giời ghê chưa. Có ma rồi, có ma em ra chắc luôn á. Đợi, anh ro mà chứ nào. Để có ai hả nè. Ui, ui kìa, ui kìa, chạy ra anh, chạy đi anh, chạy. Ui, ui, ui kìa gì. Ui, cẩn thận, ui chào mẹ. Chính ở trong đó luôn ơi. Có, anh có nhìn thấy gì không? Nguyên cái bóng đen luôn, nguyên cái bóng đen trực. Ở trong nhà nó bay nè. Bóng đen hay là người? Cái bóng đen không phải người, bay trên trời á. Ui ui. Ui anh ơi, ui nổi hết da gà đây rồi anh em ạ. Đấy mọi người thì cái căn nhà nó quá kinh khủng luôn. Căn cửa này không có đường ra. Anh em chúng ta chỉ đến đây muốn khám phá cho mọi người cùng biết. Nếu mà có điều gì khuất tất thì hãy hiện hình lên để anh em ta giải oan cho các người. Các người không được làm điều ác nữa. Có gì tha thứ. Quá. Anh em ta đến đây không có lý do gì là để quậy phá mọi người cả, đây là chỉ để khám phá cho mọi người cùng biết là cái căn nhà như này mà có nỗi oan khuất gì thì hãy hiện hình lên báo cho anh em ta biết, anh em ta sẽ giải oan cho. Anh mở ra chưa nào? Anh mở ra chưa nào? Quá này, rùng hít luôn. Mở ra. Mở. Ui. Có gì không? Ê, cái mẹ nó sao sẵn rồi? Ui kìa. Ôi cái mẹ nó rung lên kìa. Ui có. Ui kinh quá. Ui anh em ơi. Ủa cái mẹ nó rung lên cỡ đó luôn. Ui. Ủa hôm nay mà đi vô cái mẹ này nó kéo lên đâu phải xuống chạy á. Ui cha mẹ ơi. Ôi. Ui dồi ôi. Đó kìa. Là người hay là ma? Hãy xuất hiện cho anh em ta biết. Sống trên đời biết tu tâm dưỡng đức. Chết đi là không được làm hại người khác nữa. Anh em ta đến đây chỉ vì lý do là khám phá cho người cũng biết thôi. Hãy hiện hồn lại đây cho ta. Ui trời. Ui. Trời nó rung quá trời rung lên thôi. Ui. Hiếp quá. Ui nó rung kìa. Ui. Ghê quá. Ui. Kinh chưa. Quá trời kinh luôn. Ui. Ui cha mẹ ơi. Ui, không thấy chân đâu anh ạ. Có chứ, không thấy cái chân đâu. Không thấy chân đâu. Không có thấy chân. Ui. Thôi vừa nãy mở dùm thấy có bóng đèn nó bay mà. Ok cho anh em ơi. Hóa nãy em thấy bóng đèn bay mà. Ui. Mọi người đây đúng cái căn nhà ma rồi. Ui. Đúng căn nhà ma rồi. Cha mẹ ơi. Ê, thì đọc cái gì đó đi để ví dụ người là ma người ta hiện ra hay gì đó hay ta ngưng đi chứ để vậy chết luôn á. Đó, mình mới nói vậy người ta đó là ở trong hồn. À, người ấy là ma, hãy nghe ta giảng pháp kinh đây. Ui, không thấy gì nữa rồi. Ừ, im luôn rồi kìa. Ui, mọi người không thấy gì nữa rồi. Ừ, im luôn rồi. Có thấy gì không? Ui. Không rồi, sao? Nãy im ru à. Hả? Sao? Im ru à. Đâu? Hết tay rung rồi. Hết tay rung rồi, thấy không? Đó, nãy nè, lắc ở đây nè, đúng không? Ui, đó, lắc ở đó. Anh chịu vén nó chứ nào không? Rùng quá rồi. À, sợ đây em lấy dép chạy trước ra. Ui, cũng kiếp luôn á. Cò luôn trong này á. Thôi, có gì nữa mà hồn ma thì hãy siêu thoát đi. Và anh em mình đến đây là để... Có điều gì khuất tất hãy nói với anh em mình đúng không? Chứ đừng có... Và anh em mình sẽ giải oan cho. Để giùm dỡ nha. Ui, không thấy gì cả. Ui nhau ơi. Ghê bây. Không thấy gì cả, thấy mỗi cái giỏ đồ thôi. Ui, nguy hiểm quá. Ôi, đây. Nói nè. Cái này cái bộ ngựa. Ngày xưa là mấy cái này là ngày xưa là người ta bắt cái thanh gỗ ngang để người ta để cái hòm đó. Chứ người ta đi chôn. Vậy á? Ừ, ngày xưa. Ở bên là mỗi bên là hai cái, bốn cái, mỗi đầu là hai cái. Hai bên bốn cái để người ta lót cái thanh gỗ to ngang để người ta bỏ cái hòm đó. Ui ghê nghe. Thôi để nhìn vào chỗ cũ đi. Thôi mình đừng có đụng tới nữa anh ơi. Ui hiểm quá. Quá kinh. Anh ơi. Đấy là nghe anh em mình nghe người dân người ta nói là anh em đến kiểm chứng thử thì thấy có những cái hiện tượng như vậy đó mọi người ạ. Cái chuyện tâm linh là anh em mình không thể mà
nói chuyện, nói chung là không thể nói là tin hay không tin được, đúng không? Cũng không thể bắt được mọi người tin, hay là mình cũng không thể thể nói là khẳng định 100% là có. Nhưng đây anh em chỉ đi khám phá để cho mọi người cũng biết thôi. Đây này, anh vòng xong không có gì không? Không, anh em mình đóng cửa lại thì có gì rồi. Thôi thứ cho anh em mình nhé, chứ anh em mình cũng không có quậy phá gì đây đâu, đến đây là để quay căn nhà mục nát. Đây này mọi người này, căn nhà để nó quá mục nát rồi đúng không? Nát luôn. Sập hết rồi. Đây là cái căn nhà này ở miền Tây mọi người nhé, thuộc ở Bến Tre đấy. Đấy. Nhà này, nhà mà chỉ ngang cổ mà thôi, ngang ngực. Cái này nó thuộc tỉnh Bến Tre luôn. Anh ơi. Thì có lẽ anh em mình cũng kết thúc video đây đi nhỉ. Phan. Hả? Cổ luôn. Ui, cái bàn đạo dừa ngày xưa. Ôi, cái này cái bàn đạo dừa đây à? Cái bàn đạo dừa. Anh đứng ngang quay ngang là thì mọi người thấy được cái bàn đạo dừa. Bàn đạo dừa ngày xưa. Đấy mọi người, thì mình cũng không biết được cái này là cái ấy, như anh này anh ở dân miền Nam đấy. Cái biết. Này là dây, đạp lên dây, cầm cái dừa não nè. À cầm cái dừa lại não vậy đúng không? Thôi anh em mình có lẽ anh em mình kết thúc video đây đi. Mọi người thì có lẽ mình sẽ anh em mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhé. Mọi người xem video mà cảm thấy hay và ý nghĩa ấy. À, thì like đăng ký ủng hộ kênh anh em mình để anh em đi khám phá nhiều hơn những cái căn nhà hoang cho mọi người cùng xem nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.